Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn dự lễ trao tặng học bổng ươm mầm tri thức và hỗ trợ người dân Quảng Ngãi phòng chống thiên tai tại huyện đảo Lý Sơn. Chương trình do tỉnh đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc tổ chức. Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc trao tặng 100 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học tốt. Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc còn trao tặng các thiết bị phòng chống thiên tai trị giá 124 triệu đồng cho huyện đảo Lý Sơn. Trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 3.300 cây xanh góp phần phòng chống biến đổi khí hậu trị giá 376 triệu đồng. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã tham dự trồng 50 cây bàng vuông trên đoạn đường từ đồn biên phòng Lý Sơn đến trường trung học cơ sở An Vĩnh nhằm góp phần phòng chống biến đổi khí hậu.